Hả? À. Trong nhà. Xin chào mọi người đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay trời se lạnh, mấy anh em mình nướng mấy con cá treo đồi chấm muối ớt nhâm nhi. Cá treo đồi còn có tên gọi khác là cá chào hay cá cửng. Phần đông mọi người sẽ cảm thấy rất xa lạ với các tên gọi đó, nhưng thực chất chúng đều dùng để chỉ một loại cá quý hiếm, xưa kia thường được dành để tiến vua. Cá treo đồi là một loại cá mình tròn thuộc họ cá quả, cá chuối. Loài này có tập tính khá đặc biệt là vào mùa đông, dù nước cạn đến mấy thì chúng cũng gắng đào hang thật sâu để sinh sống và ăn đất sét vàng có trong hang. Cá treo đồi ngủ đông một mạch suốt 3 tháng liền, đợi đến mùa xuân mưa mới bắt đầu xuất hiện. Cá chỉ sống ở vùng khe, suối, hang động ở khu vực miền núi phía Bắc với số lượng rất hạn chế. Cá này rất khó nuôi trong ao bởi vì chúng rất khỏe, có khả năng trườn trên đá để trèo lên những điểm cao hơn như khe nước ven lưng chừng đồi, hồ trên núi, thậm chí những nguồn nước ven các khe đá treo leo. Chính bởi khả năng trườn trên đá để trèo lên những điểm cao hơn mà người ta còn gọi cá là cá treo đồi. Cá treo đồi được chế biến thành rất nhiều món ăn khác nhau, nhưng với anh em tôi thì cá treo đồi nướng mọi chấm muối ớt nhâm nhi chén rượu nếp là sướng nhất.
Còn cái nếu thiếu con nào, nếu có thiếu con nào thì là cái do cái đứa nó bê. Đây, tôi quay.